cái đầu này 60. 60 gì? Đấy. Cái này mấy anh em ra uống bia các bạn ạ. Vâng. Chưa được ăn đầu chó bao giờ, hôm nay thử ăn một cái xem là như thế nào các bạn ạ. Ốc chó là có thật. Không phải là sát thế, người ta quay thôi. Đây nhá các bạn nhá, bây giờ anh em mình xong hết rồi, đây là thành quả đây. Thì bây giờ anh em sẽ ngồi ra chỗ bàn ngoài kia làm vải bia cỏ đã các bạn nhá. Đi đây mà. Đấy, được rồi luôn. Ngồi đây từ chiều lắm rồi, bây giờ mới được ăn đây các bạn nhá. Đây, tán miếng đây này. Đấy, các bạn nhá. Được rồi luôn. Đây là bao bốn anh em một cái đầu cho là thoải mái uống bia các bạn ạ. Khát lắm rồi. Đây các gia vị đây các bạn nhá. Đây là đĩa đầu thịt chó này. Đây thì có cái đây có cái gia vị nước trong bụng này. Còn làm rất là khô nhỉ, không có nước mấy. Còn đây là mắm tôm các bạn nhá. Mắm tôm, thịt chó phải là gắn liền mắm tôm. Đây thì có nước tương xì dầu. Đó, anh em mình mỗi người một khẩu vị. Đó. Còn bây giờ anh em mình xin phép được thưởng thức các bạn nhá. À, uống đi. Lâu lắm rồi. Nghe chạm cái nào. Đợi từ chiều giờ khát bia lắm rồi các bạn ạ. Được rồi, ba anh em. Đây là bia nhá. Không phải là trà đá đâu nhá, đây là bia có cái vại bia này. Đó. Để uống đi em. À, hết rồi các bạn nhá. À, bây giờ sẽ làm đây nhá, bây giờ mình sẽ xin phép các bạn là làm một miếng chó quay các bạn ạ. Đây, ăn cái này giòn này. Miếng giòn ăn. To quá nhỉ. Đây đây vừa. Đây các bạn nhá, thử miếng chó quay nó vàng cái này cơ mà. Vàng mà nó bóng nó sạch luôn các bạn nhá. Đây. Ăn luôn, chấm luôn đi. Mình sẽ chấm cái mắm tôm các bạn ạ. Ai à. Ăn đi em. Vâng. Ấy ấy. Ai à. Chấm thêm cái này nữa nè. Chấm thêm hai loại gia vị nhá. Đấy. Đấy. Miếng vịt rất là giòn các bạn ạ. Hôm nay là quay rất là giòn luôn. Bây giờ các bạn nhá, bây giờ mình sẽ thưởng thức một miếng đầu thủ chó nhá, thủ chó quay nhá các bạn nhá. Mình sẽ chấm cái nước xì dầu thôi, mình không quen chấm mắm tôm các bạn ạ. Làm câu đi nhờ. Miếng bì nữa nhờ. Ăn cho nó giòn cầm cộp luôn các bạn. Ồ, chấm này mặn lắm rồi. Trôi xuống mất rồi. Đây là cái bì này các bạn ạ, bì rất là giòn luôn. Ăn đi em. Ăn đi em. Thêm một cốc bia nữa các bạn ạ. Đó, tuyệt vời luôn. Bây giờ mình mời nhá. Chung gái nhỉ. Em, ok quên. Tặng gái nhá. Không thì bảo mình cũng tham. Đấy nhá. Bây giờ mình cũng xin dừng clip tại đây rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình cho những clip sau nhá. Chó phải uống bia nó mới vào nhỉ. Được rồi luôn.